Hiện nay, tỷ lệ người mắc chứng mất ngủ đang có dấu hiệu tăng lên một cách báo động bởi yếu tố tuổi tác và môi trường sống, và điều này cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống từ thể chất đến tinh thần. Thương hiệu iHermes đã cho ra mắt kẹo dẻo ngủ ngon và trở thành một trong những giải pháp an toàn, hiệu quả giúp hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ, khó ngủ được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Chúng ta thấy rằng trong cái kẹo dẻo iHermes ấy, thì nó có thành phần nổi trội, đó là cái thành phần melatonin. Đây là một cái hormone mà giúp ngủ ngon, và đặc biệt là trong kẹo dẻo iHermes thì nó có nguồn gốc từ tự nhiên và nó giúp cho chúng ta ngủ ngon giấc, nhưng mà nó rất là an toàn và lành tính và nó không gây cái phụ thuộc khi mà chúng ta ngừng sử dụng. Trong sản phẩm còn có rễ cây nữ nang, còn có cái chiết xuất từ quả anh đào chua, là những cái yếu tố mà giúp chúng ta cũng giảm căng thẳng, giảm lo âu, và cái điều này cùng hỗ trợ để mà tạo cái giấc ngủ tự nhiên và ngon hơn. Các sản phẩm của iHermes đều được giấy chứng nhận đầy đủ từ ban ngành và sản xuất tại nhà máy hiện đại, đạt chuẩn. Đội ngũ nghiên cứu và chuyên gia luôn nỗ lực để cho ra đời những giải pháp mới, tiện lợi cho người tiêu dùng, ngon miệng và đặt sự an toàn lên hàng đầu. Một giấc ngủ ngon là chìa khóa cho một ngày mới tràn đầy năng lượng và một cuộc sống hạnh phúc. Hãy cùng iHermes chăm sóc giấc ngủ một cách dễ dàng và an toàn ngay từ hôm nay.